Vâng, xin chào bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em giới thiệu bác một mẫu Touring khá là phổ biến mà bên em bán rất là chạy, dòng Gian FCR 3300. Đây là một mẫu Touring thông thường mà các bác có thể đi tập thể dục thể thao nhẹ nhàng. Vâng, bây giờ em đi đánh giá tổng thể chi tiết chiếc xe. Vâng, vẫn là tông màu chủ đạo trắng và những điểm chỉ vàng trên xe. Cái model Gian 3300 FCR này là khá là phổ biến dòng Touring bên em. Xe làm từ hợp kim nhôm Aluxit, vẫn là hợp kim nhôm siêu nhẹ của đặc quyền của Gian các bác nhé. Đây, cái điểm chỉ vàng điểm nhấn trên xe, trên khung xe này có hiển rõ. Vâng, và đây dưới xe là có website chính hãng của xe, đây các bác có thể truy cập trang web của chính hãng Gian nhé bác nhé. Tổng thể xe em đoán khoảng tầm 90%, có một vài vết xước thì ở trên khung xe nhưng không ảnh hưởng gì tổng thể xe cả. Đây có nhìn rõ, xe rất là đẹp. Và cái mẫu model FCR 3300 này thì phù hợp với mọi lứa tuổi, có thể thanh niên, phụ nữ và các bác trai có thể đều đi được mẫu xe này. Xe có size S, kết hợp bạc các bác cao từ 1m6 đến 1m7. Cổ quốc và ghi đông cũng là chính hãng của Gian. Và dòng FCR 3300 cái model này là tay lắm sừng trâu, vẫn có xe có xe không, thì đợt này về có xe này có lại các bạn. Tay lắm chính hãng của Gian, tay lắm cao su, còn rất êm sắc tay và vẫn là bộ đề Shimano Acera nguyên bản theo xe. Bên này bên em tầng đĩa này cũng là bộ đề Shimano Acera. Càng nhôm, xe được sử dụng với cặp Mayer chính hãng của Gian nguyên bản theo xe, vành Gian, vành hai lớp, vành nhôm hai lớp và được treo quất ti bởi màu sơn đen, trông rất là thể thao và men nam tính, rất là khỏe quá, khỏe xe con nhé. Kích thước lốp là 700x32C, vẫn là kích thước lốp thông thường dòng Touring. Lốp xe còn rất là mới. Và dưới khung xe bên em chỉ đây là cái mã vạch của thông số xe bảo hành của chính hãng Gian. Vâng, xe được sử dụng với cặp đĩa Shimano Acera và nguyên một group của Shimano Acera, đùi đĩa Shimano chính hãng. Cọc yên và yên xe của Gian chính hãng. Vâng, vẫn có điểm vấn đường chỉ nhỏ trên yên xe bác ơi, những lỗ đi ti. Đây, yên xe còn rất là mới. Bộ đề Acera, xe được trang bị với
9 tầng lip. Vâng, 9 tầng lip của Shimano. 3 tầng đĩa cho bộ chuyển động của xe 27 tốc độ. Vâng, bộ chuyển động của xe gần như là full so với dòng mẫu Touring 27 tốc độ, khá là cao rồi. Đằng sau cũng là mayer chính hãng của Ram, vành Ram. Vâng, bây giờ xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Vâng, bây giờ chi tiết hoạt động của xe có thấy rõ lên lip này. Vâng, chuyển động rất là mượt mà, hầu như là chuyển động của xe không một lỗ chi tiết rồi, xuống lip. Xe với trang bị với tầng lip rất là cao nhé, 9 tầng lip, 3 tầng đĩa. So với mẫu Touring thông thường, đây là dòng rất là cao rồi. Bên đĩa có thấy rõ xuống đĩa, vâng, lên đĩa, xuống đĩa, lên đĩa, vâng, rất là mượt mà, rất là bon xe lắm nhá. Đây là một mẫu xe Touring khá phổ biến, bán đây rất là chạy, dòng FCR 3300. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe Touring Ram FCR 3300. Vâng, đây là mẫu model bắn chạy rất chạy bên em. Với xe được trang bị với 9 tầng lip, 3 đĩa, chính hãng của Shimano Aceda Win Group. Có giá rất tốt bên. Bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm kênh xe đạp, nhấn đăng ký theo kênh. Vâng, hẹn các bác vào trưa ngày mai. Vâng, bên em bán cũng ở đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật. Đây các bác thấy, rất nhiều đồng hồ. Các bác nào quan tâm thì lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, ấn đăng ký kênh và theo dõi kênh để xem chi tiết hơn. Vâng, hẹn các bác vào chương ngày mai.